Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là cảm biến trục cơ của Kia Carens máy xăng 1.6 2010. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Hyundai Mobis và cái mã sản phẩm của nó chính là 39180 2B000. Đây ạ. Mobis nha anh em nhé. Đó. Đây về cái cảm biến trục cơ này thì chúng ta sử dụng tốt nhất thì nên sử dụng là cái hàng xịn để nó báo chuẩn đấy ạ. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua cái anh em cái sản phẩm, đó chính là cái cảm biến trục cơ của con Kia Carens. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.